bức tượng này bỗng nhiên mở mắt. Cậu nhóc đối diện nhìn thấy bèn lập tức nói với cô giáo. Cô giáo quay lại phát hiện không có gì bất thường, liền trách mắng cậu bé nghịch ngợm. Cậu nhóc lại nói bức tượng đang di chuyển. Cô giáo khó chịu một lần nữa quay lại, nhưng bức tượng đã biến mất. Trong nháy mắt bức tượng đi đến trước mặt hai người. Hai cô trò vội vàng chạy vào trong lớp học, bức tượng kia cũng đuổi theo bọn họ. Cô chủ nhiệm thấy điều bất thường, liền dùng tay vẽ một chiếc vòng. Tiếp theo là một cảnh tượng quỷ dị. Bức tượng đi đến bên cửa sổ và nhìn vào phòng, nhưng trong phòng trống không. Nó có vẻ bất ngờ, hôm nay đâu phải cuối tuần. Sau đó nó liền quay đầu bỏ đi. Cô chủ nhiệm bị một phen hú hồn. May mà cô biết phép thuật mới cứu được mọi người. Sau đó cô chủ nhiệm liền tìm viện trưởng để nói lại tình hình. Viện trưởng sau khi biết được chuyện, liền lấy một con dao nhỏ trong ngăn kéo ra. Ông đi đến hành lang và gặp bức tượng. Lúc này nó đã trở lại với tình trạng bình thường. Viện trưởng cầm con dao lên đâm vào nó, nhưng bức tượng lập tức sống lại và tóm lấy tay viện trưởng. Sau khi lấy được con dao, bức tượng kia định bước ra khỏi cổng trường, nhưng một nguồn năng lượng ở cổng trường đã ngăn nó lại. Nó vô cùng giận dữ và gầm lên, sau đó bay về lớp học định giết mấy người cho hả giận. Trong lúc nguy cấp, viện trưởng dùng thân mình chắn trước mặt bức tượng. Hành động bất ngờ của viện trưởng khiến bức tượng kia sững sờ. Nữ pháp sư nhân cơ hội liền lập tức niệm chú, bức tượng bỗng chốc bị đóng đinh tại chỗ. Sau đó hai nữ pháp sư nắm tay nhau cùng niệm chú, cuối cùng bức tượng liền nổ tung. Đây là một học viện ma thuật, nơi đây không chỉ dạy phép thuật mà còn canh giữ một con dao từ đời này qua đời khác. Tương truyền con dao nhỏ này có thể triệu hồi loài ác quỷ cổ xưa. Sự bất thường của bức tượng khiến viện trưởng vô cùng bất an. Để đảm bảo an toàn, viện trưởng giao con dao cho Dorian, người có năng lực nhất trong trường bảo quản. Nhưng rắc rối lại một lần nữa tìm đến. Mấy nhánh dây leo bám lên cửa rồi vặn tay nắm cửa. Một người đội chiếc khăn trùm đầu bước vào căn nhà, rồi giơ tay ra định lấy con dao, nhưng một nguồn năng lượng tím đã ngăn cô ta lại. Người phụ nữ quay lại kiểm tra, là Dorian đã dùng phép thuật nhốt cô ta lại. Người phụ nữ vén chiếc mũ trùm đầu, nhìn cách ăn mặc của cô ta, Dorian đoán cô ta là Tinh Cây. Anh chàng liền gọi điện báo cho viện trưởng. Sau đó viện trưởng đến và hỏi Tinh Cây về bí mật của con dao. Tinh Cây kia liền nói, 1000 năm trước người trong thôn chỗ cô ta thường bị một con rồng quái ác đánh lén. Để chống lại con rồng, ba vị pháp sư đã biến ra một người đất. Hắn có thể nuốt chửng mọi thứ. Khi con rồng kia một lần nữa tấn công dân làng, người đất một chiêu đánh bại con rồng rồi nuốt chửng luôn nó. Quả nhiên là thiên hạ vô địch, không còn con quái vật quấy nhiễu, cuộc sống của dân làng lại quay lại như xưa. Các pháp sư muốn phá hủy con người đất, nhưng người đất đã từ chối. Không những thế, nó còn muốn tạo ra những người đất khác. Điều này khiến dân làng nổi giận, và mọi người đều đồng loạt đồng ý phải diệt trừ mối hậu họa này. Phái một võ sĩ làm người tiên phong. Người võ sĩ vô cùng dũng mãnh, nhưng không lâu sau cũng bị người đất nuốt chửng. Sau đó tất cả những pháp sư trong làng cũng nhau ra tay. Bọn họ bao vây người đất và dùng phép thuật phong ấn nó. Và cách để hóa giải phong ấn chính là con dao này. Người đất có một tên trợ giúp, đó chính là tên quái vật gớm ghiếc. Chính tên quái vật đã phái người đến học viện để ăn cắp con dao. Yêu Tinh Cây vừa nói vừa lén dùng phép thuật. Viện trưởng và Dorian mãi nghe cô ta nói nên không hề phát hiện. Bỗng nhiên một cơn gió bên ngoài thổi vào, phá hỏng trận đồ của Dorian. Tinh Cây nhân cơ hội liền dùng những nhánh dây leo của mình tấn công hai người. Cô ta đánh gục hai người và cướp lấy con dao. Dorian lập tức với lấy cung tên và kết liễu cô nàng. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Tên quái vật một lần nữa phái người đến cướp con dao. Người đàn ông này cầm súng chĩa về phía cậu nhóc, nhưng vừa định bóp cò thì người anh ta liền biến thành đá. Sau đó một người phụ nữ với cái đầu đầy rắn xuất hiện. Hóa ra chính là cô nàng đã biến người đàn ông thành bức tượng và cứu được cậu nhóc kia. Bên này các học viên tập hợp lại cùng nhau dùng phép thuật, đem tất cả vũ khí của đám người áo đen ném lên không trung rồi biến thành những cánh hoa, rồi phóng những quả cầu lửa hất bay đối phương. Các học viên đã dùng phép thuật dạy cho đám người kia một bài học. Kế hoạch cướp con dao một lần nữa thất bại. Tên quái vật vô cùng tức giận và quyết định tự mình ra tay. Mắt hắn bỗng nhiên trợn ngược, sau đó mắt của một nữ học viên cũng trợn ngược lên. Sau khi lấy được con dao, cô đưa nó cho một người phụ nữ khác. Trong phút chốc con dao biến mất khỏi tay người phụ nữ. Và thế là cuối cùng tên quái vật cũng có được con dao. Hắn dùng năng lượng trong con dao giải phong ấn và thả tên người đất ra ngoài. Sau khi được tự do, người đất muốn tìm người của học viện báo thù. Hắn tàng hình và đến học viện. Các học viên đang học phép thuật, hắn liền đến bên từng người và xúi dục. Không lâu sau các thành viên liền dùng phép thuật tấn công lẫn nhau. Trong lúc nguy cấp may mà viện trưởng kịp xuất hiện và hóa giải. Sau đó người đất liền đến một lớp học khác và ngang nhiên tấn công các học viên. Lúc này năng lực tiềm ẩn của anh bạn mập liền trỗi dậy. Sau lưng anh bạn liền mọc ra đôi cánh bướm. Anh bạn mập đi đến trước mặt người đất và phóng nguồn năng lượng của mình. Nguồn năng lượng khủng khiếp kia trong phút chốc liền nghiền nát người đất. Người đất dùng mọi cách để giải phong ấn, nhưng cuối cùng lại chết một cách lãng xẹt.